xem cái dòng tiền của Bitcoin ETF thì hôm nay là ngày 19 tháng 8 đúng không? thì ngày hôm qua thì các cái số liệu hiện tại thì cũng chưa cập nhật hết, chưa có số liệu của Breakrock này. thì hiện tại thì Bitcoin ETF đang âm 21 triệu. các bạn nhìn thấy là trong cái thời gian gần đây thì cái lượng mua bán cũng khá là ít. như là, như là ngày 16 tháng 8 thì Bitcoin ETF mua là 35 triệu. Ngày 15 tháng 8 là 15 triệu. Ngày 14 14 tháng 8 là 81 triệu và ngày à, mùng 5 tháng 8 đây các bạn nhìn thấy là cái ngày mà mà thị trường giảm rất mạnh ấy, ngày mùng 5 tháng 8 mùng 6 tháng 8 thì là Bitcoin ETF là âm 168 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ETH ETF. Thì ETH ETF À, bắt đầu được giao dịch từ ngày 23 23 tháng 7 và các bạn nhìn thấy là ngày hôm nay tính tới thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy grayscale bán cũng ít này nhưng mà anh chị em nhìn thấy là cái lượng cái lượng mà bit eth ấy, bán ra không nhiều như thế cũng tốt các bạn như thế cũng tốt và các bạn nhìn thấy cũng là cái dòng tiền nổi bật từ cái quỹ uh, eth etf của blackrock với mã là eh ETHA.